Yuna SNSD tung video tập nhảy cùng Junho Cho Biem, hé lộ thời gian tập luyện khiến fan choáng váng. Màn song kiếm hợp bích đầy nóng bỏng của Yuna SNSD và Junho Cho Biem tại MBC Gayo Daejeon vào ngày cuối năm 2021 đã tạo nên phản ứng bùng nổ trong cộng đồng fan K-pop. Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng nhiều fan vẫn còn chưa quên được sân khấu gây sốc visual cùng phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi này. Thấu hiểu nỗi lòng của người hâm mộ, mới đây Yuna đã tung ra chiếc video tập luyện ém hàng suốt bấy lâu nay. Cặp idol này quả thật là đúng đỉnh từ sân khấu cho đến hậu trường, chỉ là phiên bản phòng tập thôi cũng vẫn tình tứ hết mức. Video phòng tập không có ánh đèn, phục trang lộng lẫy như trên sân khấu. Yuna và Junho cũng chỉ ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang kín mít. Thế nhưng với khả năng vũ đạo nổi bật của mình, Yuna và Junho vẫn mang đến phần thể hiện đầy cuốn hút. Đặc biệt, Yuna còn tiết lộ một thông tin vô cùng bất ngờ là cặp đôi chỉ có 4 tiếng tập luyện để cho ra đời màn kết hợp tuyệt phẩm này mà thôi. Dù thời gian tập luyện không có nhiều, nhưng bên cạnh phần tập luyện chính cho màn cover Senorita thì hai người vẫn còn dư thời gian tập vũ đạo của hai nhóm để tặng fan. Cả Yuna và Junho chỉ cần thử qua vài lượt đã có thể nắm bắt được động tác và nhảy lại. Đúng là vừa có tâm lại vừa có tầm. Cách đây không lâu, video Dance Challenge có sự tham gia của Yuna SNSD cùng hai thành viên AF3 Karina và Ninin đã được tung ra. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ quảng bá cho ca khúc Dream Come True mới được phát hành của AF3. Tuy chỉ là màn góp mặt để ủng hộ đàn em, thế nhưng Yuna lại có phần trình diễn hết sức nổi bật, lấn lướt luôn cả chính chữ của bài hát, thu về không ít lời khen ngợi. Dù lớn hơn cả chục tuổi so với đàn em, tuy nhiên với ngoại hình xinh đẹp trẻ trung của Yuna thì nhìn vào khó mà thấy được sự cách biệt tuổi tác ở đây. Yuna ghi điểm bởi vũ đạo uyển chuyển, đặc biệt là động tác lắc hông cực kỳ hút mắt. Chỉ với 13 giây ngắn ngủi thôi, nhưng những gì Yuna thể hiện nhận về nhiều lời khen ngợi, khẳng định đúng đẳng cấp center hàng thật giá thật. Yuna nhảy định lắm ý, bà nhảy nhẹ nhàng thôi mà động tác đâu ra đó luôn. Để ý động tác chân Karina còn cong nhưng chân Yuna thẳng chuẩn luôn. Yuna đúng là center của center luôn đó. Deadline nhà Soshi đỉnh quá, đánh cái hông mà làm mình rớt liêm sĩ luôn. Yuna nhảy nhẹ nhàng mà không có cảm giác hời hợt, động tác vẫn chuẩn dứt khoát nhưng lại thấy thanh thoát á. Đừng vì visual mà quên mất Yuna là lead dancer của SNSD nhá, mọi người. Kỹ năng không phải vừa đâu ạ. Yuna center danh xứng với thực, mặc đồ bình thường thôi cũng nổi bần bật. Yuna sinh năm 1990, được biết đến là thành viên nhóm nữ đình đám SNSD. Trong nhóm, Yuna là thành viên được đánh giá cao về ngoại hình. Cô được khán giả ưu ái với danh xưng Ngọc Nữ Xứ Hàn, Nữ Thần Mặt Mộc, Nữ Thần K-pop. Ngoài ca hát, nữ idol còn chăm chỉ đóng phim, quảng cáo, dẫn chương trình và gặt hái được một số thành tựu nhất định. Vậy nên khi Yuna có tên trong top những nữ ca sĩ giàu nhất Hàn Quốc 2021, công chúng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi lẽ để sở hữu khối tài sản lên tới 25 triệu đô la Mỹ ở tuổi 31, nữ ca sĩ đã phải dành cả thanh xuân để nỗ lực và làm việc rất chăm chỉ. Ở hiện tại, ngoài các hoạt động nghệ thuật, Yuna cũng được biết đến là một nữ doanh nhân bất động sản nổi tiếng. Cụ thể, vào đầu năm 2019, Yuna đã mua một tòa nhà gần 500m² với giá 10 tỷ won, khoảng 192,4 tỷ đồng tại Seon Damjong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Tòa nhà có 6 tầng, 4 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm được xây dựng vào năm 2014. Được biết, Seon Damjong là khu đất đỏ bậc nhất thủ đô Seoul. Dân cư tại đây chủ yếu là chính khách, người nước ngoài, nghệ sĩ và giới thượng lưu. Trong những năm qua, số lượng giao dịch bất động sản tại khu vực này liên tục tăng. Ngoài việc sở hữu tòa nhà ở khu vực đắc địa, nữ thần K-pop còn sở hữu căn hộ sang trọng trị giá 2,5 tỷ won, khoảng 48,1 tỷ đồng tại Samsung Dong. Như vậy, riêng về khối bất động sản mà Yuna hiện đang sở hữu đã lên đến 12,5 tỷ won. Con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng vì giá nhà đất ở Hàn Quốc khá đắt đỏ và luôn tăng lên theo từng năm.